Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại cơn bão Chaba đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, nhiều khả năng nó sẽ di chuyển về phía Nhật Bản và không đi vào khu vực Biển Đông nước ta. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cơn bão này khiến cho đới gió Tây Nam ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hoạt động mạnh và một dải mây dông đậm đặc vắt ngang qua khu vực. Với sự tồn tại của dải mây dông này nên trong 2 ngày cuối tuần, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa ở nhiều nơi, tập trung về chiều và tối, đặc biệt là ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ vẫn là những vùng tâm mưa, với lượng mưa trong chiều và tối mai ở các khu vực này sẽ phổ biến từ 20 cho đến 60mm. Hiện tượng ngập úng có thể sẽ lại tái diễn ở nhiều khu vực tại Nam Bộ, trong đó phải kể đến thành phố Hồ Chí Minh. Nên nhiệt độ vẫn duy trì ổn định. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày duy trì ở mức từ 28 cho đến 31 độ, còn đối với khu vực Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ. Trong khi tình trạng mưa ẩm đã kéo dài tại các tỉnh thành phía Nam những ngày qua, thì ở các tỉnh thành phía Bắc bao gồm khu vực Bắc Bộ xuống đến dọc cả các tỉnh miền Trung đang phổ biến thời tiết tạnh giáo. Vào ngày mai thì đới gió Tây Bắc khô thổi từ lục địa Trung Quốc xuống có dấu hiệu suy yếu, nhường chỗ cho trường gió Đông Nam thay thế, bổ sung thêm hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền. Chính vì thế trời vẫn có nắng nhưng mà không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung phổ biến từ 33 cho đến 34 độ. Trời không quá nóng, do vậy các hoạt động vui chơi trong 2 ngày cuối tuần của người dân miền Bắc và Trung Bộ đều có thể diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ, đó là quý vị và các bạn không nên ở quá lâu dưới trời nắng vì thời tiết khá khô hanh khi mà độ ẩm trung bình ngày trong không khí ở mức là từ 75 cho đến 80% và cần bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể vì nếu không được cung cấp đủ nước thì cơ thể của chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, da rẻ bị hanh khô. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết tại các vùng biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai, khu vực phía Nam Biển Đông, trong đó bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực biển tiếp giáp với Philippines, vùng biển ven bờ từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và cả khu vực Vịnh Thái Lan, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông còn có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cho nên sẽ gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền. Trong khi đó, ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, thời tiết và tình trạng biển tại đây sẽ tạm thời ổn định trong cả đêm nay và ngày mai. Tuy nhiên, từ chiều tối mai trở đi, thời tiết ở khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ chuyển xấu dần. Tại đây, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, nên biển động và không an toàn cho việc lưu thông của tàu thuyền, nhất là các tàu có tải trọng nhỏ. Như vậy là trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, ở Bắc Bộ và Trung Bộ đều phổ biến tiết trời khá là nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời của người dân. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa nhiều về chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.